Chào mọi người nha. Thì hiện tại á mình đang thí nghiệm là ươm cái thực dược này vào trong cái bào này, để ví dụ như là mấy anh em mà mua lẻ 5-10 bào á, cái rồi vận chuyển đi xa nó không có bị mất sức anh em. Cho nên là giờ mình làm thí điểm luôn. Mình ươm thẳng vô trong bào luôn anh em. Thì hy vọng là nó sẽ ổn định và nó ra rễ nha. Thì giả sử như khi mà anh em mà ở xa mà muốn lấy giống của mình á, thì mình sẽ đóng cái này mình gửi đi luôn. Thì tất nhiên là khi mà làm như thế này thì nó sẽ mắc hơn là cái cây này mình nhổ lên, đúng không anh em? Thì cây này mình nhổ lên thì nó đơn giản lắm, mình bỏ vô trong cái thùng rồi cái mình gửi đi xa thôi. Còn một khi mà đã làm như thế này á thì nó sẽ mất tiền hơn và đóng gói nó cũng phải cẩn thận hơn. Đã làm thì làm cho tới nha anh em. Đó, hiện tại là mình đang triển khai cái mô hình này. Sắp tới này hoặc là qua năm anh em nào cần thì tất nhiên là mình sẽ gửi cái loại này cho anh em đi. Nhưng mà nếu mà gửi cái loại này đi cho anh em đi á, thì số lượng ít chứ còn nhiều quá, cỡ 500-700 cây thì thật sự là rất là khó đóng. Tại vì vốn dĩ là cái giá trị khi mà bán cái bầu này đi cho anh em nó phải mắc rồi, cho nên là 500-700 cây giá nó nhiều tiền lắm. Hôm nay là mình cũng có gửi một số giống đi xa, giả sử như cái này là đi trắng tím này, cho các bà chị ba ở Tây Ninh. Đây là một số ít cho mấy các bạn đam mê thôi. Rồi đây là đây anh em giống đây. Đây cũng gửi cho bà chị ở xa này, bà đặt. Nói chung là hiện tại là bây giờ cuối vụ rồi anh em. Để mình thông báo cho anh em là mình ví dụ như đây còn dư ít tím Huế này. Cái đây là còn dư một ít vàng ký ninh nè anh em. Vàng ký ninh ít thôi chứ không có nhiều. Mấy giống này là mấy giống mới, mình không có bán để làm giống. Cái này là sen lùng nha anh em. Sen lùng hiện tại là đang có rễ. Sen lùng ngoại đó. Mình dư là trắng tím nè anh em. Trắng tím hiện tại là rễ rất là mạnh nè, cực kỳ mạnh luôn. Đó anh em thấy không? Rễ rất là mạnh. Anh em nào muốn trắng tím thì ý ới. Hay đây là điều viền nha. Điều viền cũng có rễ rồi anh em. Nó mất tiêu rồi. Cây có rễ. Ây da. Cái chỗ này chưa có rễ, chỗ kia mới có rễ. Ở đây là tím Phượng Hoàng. Tím Phượng Hoàng nha. Ở đây là vàng chanh. Vàng chanh. Ở đây là hoa hồng. Hoa hồng thì làm giống cho năm sau. Anh em thấy hoa hồng làm thất bại này không? Sống được vài cây. Hiện tại thì vẫn gần hết cây rồi anh em, hết cây rồi. Nói chung là tới thời điểm này là giờ chỉ gọi là dọn vườn thôi, dọn vườn. Chứ cây cối cũng hết rồi. Đây còn dư một ít điều đỏ nè anh em, điều đỏ nè. Đó hiện tại là có rễ rồi nha. Đó, thì ok anh em ha, điều đỏ. Như một ít điều đỏ này. Cái đây màu hồng son nha. Hoặc là hay còn gọi là cánh sen mới á. Ở đây là màu trắng tím. Nói chung là dư ít ít anh em. Ủa cái đó đủ 50 cây chưa vậy? Cánh sen nè. Đủ rồi, thôi cánh sen đó để mình trồng. Trồng anh em. Nói chung là anh em thấy này đó. Giờ là coi như là đây là điều cam anh em. Điều cam. Ở đây thì nói chung là anh em biết xong. Cái này nói chung là dọn vườn, anh em muốn mua thì bán cho anh em thôi, còn không là để trồng lại đem ra đây. Còn không để lại để làm giống anh em, cho nên không cần thiết là phải bán hết, tại vì làm giống là làm từ nhánh này.
Đó anh em thấy không? Giờ là coi như là vườn sạch sẽ rồi đó. Nói chung là chỉ có cái chỗ đây thì nó chỉ có điều cam. Điều cam thì thời gian trồng nó ngắn ngày. Cái đây là điều đỏ làm để nhân giống nha anh em. Mới làm. Rồi cũng hết rồi anh em. Cảm ơn anh em đã ủng hộ mình mùa hoa Tết 2024. Hứa hẹn mùa hoa Tết 2025 chứ. Còn mùa hoa Tết 2026 thì hứa hẹn sẽ có rất là nhiều cái hay ho cho anh em, để anh em có thể trồng. Ok anh em ha. Sạch sẽ luôn rồi đó.